Lời nói đầu tiên cho phép Thanh Tuyền gửi đến quý quan khách lời chúc sức khỏe là chào thân thương nhất ạ. Và để liên tục chương trình buổi tối chia buồn hôm nay, em xin gửi đến một bài tân cổ được mang tên Vườn Tiêu Quê Mẹ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Hãy subscribe lộc thân